time. Kamen Rider Epic Batman. Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã truy cập vào video của tôi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem qua chiếc CSM Rouse Absorber đến từ bộ CSM Blade Buckle Absorber và Blade Rouser nhé. Nếu như bạn nào mà chưa xem qua phần 1 khi mà tôi review chiếc Blade Buckle thì hãy xem qua link ở trên này nha, hoặc là link ở phần comment bên dưới. Ngoài ra thì mình có làm một clip unbox rồi về tất cả những món này nhìn chung. Nếu bạn nào thích xem box của sản phẩm thì cũng có thể tìm thấy link ở trên này luôn nha. Ngoài ra nếu như bạn xem video mà thấy hay thì đừng quên subscribe và like nha. Ok, bây giờ hãy đi vào chi tiết của món này nào. Vậy để sở hữu chiếc Rouse Absorber này thì bạn sẽ có hai cách. Một là bạn mua cái bộ mà chỉ kèm belt và cái Absorber. Không thì bạn có thể giống như mình mua cái phiên bản complete là bao gồm belt, Absorber và cái kiếm Blade Rouser. Thì đó là hai lựa chọn của bạn. Vậy thì với chiếc Rouse Absorber này thì bạn sẽ có vài phụ kiện đi kèm. Tất nhiên là bạn sẽ có cái Absorber này thì nó khá là cơ bản rồi. Ngoài ra thì các phụ kiện khác thì bạn sẽ có 3 lá bài GQK tượng trưng cho 2 dạng của Blade, cũng như là bạn sẽ có hai cái mặt belt, cái mặt này bạn chẳng biết gọi mặt gì nữa, để nó gắn lên đây. Thì cái màu đỏ này là của dạng Jack Form, và tất nhiên rồi cái màu xanh là của dạng King Form. Vậy thì đây là chiếc CSM Rouse Absorber của chúng ta. Về kích thước thì theo như mình hiểu nó vẫn giống phiên bản DX, tức là không hề to hơn hoặc nhỏ hơn. Song điều khác biệt rất lớn là về các phần chi tiết đã được sơn rất là kỹ càng và cẩn thận hơn. Ngoài ra phần nhựa thì được thay bằng phần nhựa bóng bình thường thành phần nhựa nhám. Thế nên là nhìn nó sẽ sang trọng hơn và giống với đạo cụ ở trong phim hơn. Một trong những sự thay đổi lớn nhất của chiếc Absorber này so với phiên bản đồ chơi ngày xưa đó là họ thay cái phần pin ở đây từ dùng 2 viên pin 3A thành dùng 3 viên pin đồng hồ LR44. Thế nên nó sẽ làm cái diện tích của cục này nó nhỏ hơn ấy. Nếu mình không nhầm thì ở phiên bản đồ chơi DX ngày xưa ấy, thì cục này nó còn to hơn nhiều cơ. Tại vì nó phải chứa 2 viên pin to đùng mà. Thì họ đã cải tiến được phần đó. Thế nên là thực sự trong món này nó sẽ gọn gàng hơn và giống với trong phim hơn. Như bạn thấy thì chúng ta có một cái nút ở đây. Thì khi ấn vào ấy, nó sẽ mở cái khay ra để đủ chứa 3 lá bài để giúp chúng ta tiền hóa thành hai dạng là Jack Form và King Form. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nút nguồn này, thì nó bật sang được hai bên. Bên này có hình chữ Big là của Blade và hình cái Rho là của Garen. Vậy thì để đến mỗi âm thanh thì mình sẽ bắt đầu vào chế độ của Blade trước nha. Bây giờ hãy bắt đầu vào chế độ Jack Form này. Nhân tiện thì thứ này không hề có khả năng đọc thẻ hay nhận diện thẻ nhá, nên thực ra bạn cho thẻ nào vào nó cũng như nhau hết thôi. Ok, vậy thì giống như trong phim, bạn sẽ cho lá Queen vào khay này trước. Cho nó quẹt cái này ra đây. Thì biết Jack Form rất là đẹp, thực sự mình rất thích cái mặt này luôn. Chi tiết của nó này, nhìn mà xem thực sự quá là ngầu phải không nào. Mình rất thích cái các họa tiết màu đỏ này, nó giống hệt cái mặt beo của Blade, nên là nó thể hiện một cái sự đồng nhất trong hai cái sản phẩm này đúng không nào. Tiếp theo đến dạng King Form của Blade thì giống như ban đầu, bạn sẽ cho thẻ này vào. Tuy nhiên lần này thì bạn sẽ phải cho cái mặt này vào trước. Như bạn thấy nhạc chờ đã thay đổi. Nếu như đã theo dõi phim thì bạn có thể biết rằng khi mà sử dụng King Form đủ 13 lần thì Kamen Rider Blade sẽ bị biến đổi thành Joker. Vậy thì chiếc Rouse Absorber có khả năng mô phỏng lại âm thanh đó. Để có thể sử dụng chế độ đó, đầu tiên bạn sẽ cắm cái mặt kinh vào trước, sau đó bạn mới bật nguồn lên, khi đó bạn sẽ nghe được âm thanh đặc biệt. Đấy, thì khi ở chế độ này thì bạn chỉ cần biến hình thành kinh đủ 13 lần thì bạn sẽ có âm thanh biến đổi thành Joker. Tất nhiên điều đó thì khá là điên và mất thời gian nên là mình sẽ không làm đâu. Như mình có đề cập thì chiếc Absorber này còn có chế độ của Garen nữa.
thì khi bật sang nút bên này bạn sẽ chuyển sang dạng của Garden, bởi vì thứ này thực ra không phải có khả năng đọc thẻ nên là bạn có thể hoàn toàn hack được âm thanh đó mà không cần mua những thẻ của Garden. Tuy nhiên vì mình có nên mình vẫn sẽ biểu diễn nha. Ngoài ra, nếu như bạn nào đã theo dõi series phim Blade thì sẽ biết rằng có một giai đoạn Mutsuki Kamen Rider Legal đã dùng chiếc Round Absorber này để tách cái Spider Undead ra khỏi cơ thể của mình. Vậy thì để sử dụng chức năng đó thì bạn cần phải tắt nguồn thứ này đi đã. Sau đó bạn gắn mặt kính vào, sau đó bật sang chế độ của Garen. Ok, bây giờ thì hãy mô phỏng lại cái cảnh đó nha. Bạn nào mà xem phim mà nhớ được cảnh này thì hãy comment nhé. Ok, vậy thì đó là bài review chiếc GSM Rouse Absorber của chúng ta. Mà con hẳn là đỉnh phải không nào? Có rất nhiều âm thanh, rất nhiều chức năng và gợi nhớ được rất nhiều những cái tình tiết đặc biệt trong Kamen Rider Blade. Thực sự rất là tuyệt vời và rất là đáng để các bạn sở hữu. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Đừng quên like và subscribe, bởi vì sau video này thì chúng ta sẽ tiến đến một trong những sản phẩm đỉnh nhất của dòng GSM nhìn chung và của bộ GSM Blade nói riêng. Đó chính là chiếc Blade Rouser. Ok, tạm biệt.